Chị có thấy rõ cái màn hình của em mà? Thì rõ Thấy là rõ sao rồi? rồi. Đã thấy rồi ạ. Kính chào các thầy cô và các quý đồng nghiệp. Thì hôm nay em xin chia sẻ một cái vấn đề, đó là cái điều trị kích thích dòng điện xuyên sọ, hay còn gọi tắt là TDCS, trong cái điều trị đau mãn tính. Thì TDCS là một cái phương pháp điều trị mà không xâm lấn, được ứng dụng khá là nhiều trong cái bệnh lý thần kinh hiện nay, mà trong đó thì là đau mãn tính thì cũng là đang là một cái hướng phát triển để sử dụng nhiều cái đa mô thức để cho điều trị cho người bệnh. Thì đây là một cái phương pháp mình thấy được là chỉ là một cái tác động của điện với cái điện trở cường độ thấp thôi, 1 đến 2 ampere. Nhưng mà cái kỹ thuật này á, nó tác động ở vấn đề đó là cái về cái functional network, những cái tổn thương về ảnh hưởng về chức năng của người bệnh nhiều hơn là những cái tổn thương mà mình thấy là thường mổ xẻ hay là mình tiêm phong bế thần kinh ở những cái vấn đề là phẫu thuật xâm lấn hay là ít xâm lấn. Một trong những cái vấn đề là người ta hơi thắc mắc là tại sao một cái phương pháp này chỉ là một cái miếng dán điện xuyên sọ thì nó lại có cái hiệu quả điều trị những cái bệnh thần kinh mãn tính như vậy. Thì đã có rất là nhiều cái nghiên cứu để hiểu rõ hơn về cái cơ chế của cái phương pháp này. Đây là một cái hình mà chúng ta có thể thấy được là khi cái phương pháp này sẽ có cái TDCS sẽ có hai cái điện cực, một cái điện cực dương và một cái điện cực âm. Điện cực dương nó sẽ tác động vào cái khử cực của màng tế bào, nó sẽ không phải là nó sẽ tác động khử cực toàn diện, nhưng mà nó làm cái màng tế bào nó dễ được kích thích tới cái ngưỡng hơn, nó giúp cho cái tế bào bị bệnh đó, nó dễ cái được cái hưởng kích thích hơn. Và khi mà nó kích thích xong, nó được có một cái giai đoạn là nó không có về cái khử cực màng tế bào bình thường và nó giữ ở cái mức cao hơn để cho những cái lần kích thích sau nó dễ dàng kích thích hơn. Nó giúp cho những cái tế bào mà đang bị ức chế, đang bị bệnh, đang ức chế thì khi ta tác động cái cực dương anode vào thì nó sẽ giúp cho cái tế bào này nó không có bị ức chế nữa mà nó dễ dàng kích thích và nó hoạt động lại. Thì đó là một trong cái nguyên tắc đầu tiên về cái tác động vào cái màng tế bào của cái cực dương hoặc là cực âm. Còn ngược lại, cực âm khi những cái tổn thương não nào nó đang là hưng phấn, kích thích thì chúng ta sẽ đặt cực âm vào những cái vị trí đó, thì ngược lại thì nó sẽ tạo thành những cái điện thế thấp hơn để làm cho cái những tế bào ít bị kích thích hơn, để cho cái hoạt động nó ít gây ra những cái hoạt động bệnh hơn. Đó là một cái cơ chế đầu tiên. Cơ chế thứ hai á là nó sẽ tác động thông qua những cái chất dẫn truyền thần kinh, đặc biệt là chúng ta thấy được là một dopamine hay là serotonin, GABA và những cái yếu tố mà dẫn truyền gây đau mà chúng ta đang nghiên cứu. Thì đây là một cái hình mà chúng ta sẽ thấy được, đây là một cái báo cáo của năm 2021 đăng ra để hiểu rõ hơn về một cái cơ chế sinh bệnh và những cái hoạt động của TDCS. Thì chúng ta thấy ở đây khi một cái TDCS, một cái anode tức nghĩa là cực dương nó kích thích thì nó sẽ làm cho tăng cái hoạt động của glutamate, giảm GABA, giảm acetylcholine, tăng dopamine. Thì đây là những cái yếu tố mà người ta đo được sau khi mà được trial những cái kích thích của TDCS. Và cái vấn đề ở đây nó khác hoàn toàn với những cái kích thích điện trước đây. Ví dụ chúng ta nghĩ là một cái TEN, TEN là một cái kích thích điện mà sử dụng rất là nhiều trong vật lý trị liệu. Thì nó khác ở chỗ là nó sẽ long term, nó kéo dài hơn, nó sẽ được cái hiệu quả là cái hoạt động này nó sẽ kéo dài và nó có thể duy trì, có những cái báo cáo là nó sẽ duy trì được 3 tháng hoặc 6 tháng, hơn là cái việc là chúng ta TEN là chúng ta chỉ mở máy lên hoạt động ổn cho người bệnh, nhưng mà sau khi tắt máy thì cái hiệu quả điều trị giảm đau của người bệnh sẽ mất nhanh theo thời gian. Còn cái TDCS hay là một hồi sẽ có một bài báo cáo của bác sĩ Nghĩa là TMS,
thì nó cũng được nghiên cứu vì nó tác động vào những cái chất dẫn truyền thần kinh này. Chính vì vậy mà cái hiệu quả tác động của nó kéo dài hơn. Thì TDCS sẽ có một hai cái cực mà chúng ta thấy là cực cực dương và cực âm. Cái nguyên tắc là cực dương là cái cực mà chúng ta muốn tăng cái hoạt động ở cái vùng não, cần cái vùng não nó không hoạt động, nó đang bị bệnh, nó yếu thì chúng ta sẽ kích thích nó lên. Còn cái cathode là cực âm thì nó có nhiệm vụ là nó giảm lại những cái hoạt động ở những cái trường hợp mà nó đang hoạt động quá mức. Đặc biệt là cái nghiên cứu gần đây người ta ứng dụng cathode rất nhiều trong cái kiểm soát bệnh động kinh. Tại vì bệnh động kinh có những cái trường hợp đó, nó sẽ gây nhiều cái vùng gọi là ESC, vùng sinh động kinh rất là nhiều, và chúng ta không thể nào kiểm soát được bằng phẫu thuật hay là những cái phương pháp khác. Thì một trong những cái phương pháp không xâm lấn hiện nay người ta sử dụng là người ta sử dụng cái cực cathode, cực âm. Còn đối với về đau và một số cái mặt bệnh khác về thần kinh thì người ta lại nghiên cứu nhiều hơn về cái anode là cực dương nhiều hơn. Thì đó là cái cơ chế thứ hai. Cơ chế thứ ba mà một cái nữa người ta chứng minh được những cái hoạt động của cái thần kinh về cái gọi là functional network, người ta ứng dụng cái chuyện đó để người ta thấy được trên cái phim MRI. Thì sau khi mà mình đặt được cái TDCS thì khi mình chụp lại cái hình ảnh functional, mình so sánh được những cái vùng về hoạt động chức năng á, thì mình thấy được những cái vùng đó nó thay đổi. Ví dụ như trước đó mình thấy nó là đang là rực đỏ, hoạt động mạnh, nhưng mà sau khi ta đặt chúng ta chụp lại sau thời gian thì chúng ta thấy cái vùng đó nó sẽ giảm màu dần, nó sẽ chuyển ra màu xanh dương hoặc là màu xanh lá cây tùy theo cái mặt cơ của cái functional này, giúp cho mình thấy được cái sự chuyển hóa. Nó gọi là một cái nữa, một cái cơ chế gọi là tính mềm dẻo của não, nó sẽ giúp cho cái điều trị của cái này nó được lâu dài hơn. Về điều trị đau thì nó sẽ chia làm hai cái vùng não. Tại vì chúng ta đã biết trong cái hệ thống não bộ về cấu trúc thì có khá là nhiều cái vùng nó sẽ chi phối, nó phụ trách về cái vấn đề về điều trị đau. Thì hiện nay nghiên cứu là hai vùng, đó là cái vùng M1, vùng M1 là vùng não vận động, và vùng vỏ não trước trán lưng bên gọi là DLBSC. Thì hai cái vùng này chúng ta sẽ đặt vào cái điện cực dương. Trong khi đó là cái vùng đối bên, ví dụ như người bệnh có cái vấn đề là chúng ta cần đặt cái não bên trái thì cái vùng M1 này thì chúng ta sẽ đặt trên cực dương bên trái, nhưng mà cực âm thì chúng ta sẽ đặt ở cái vùng vỏ não, một là ở hốc mắt, hai là cái vùng C4 đối diện. Tức nghĩa là hai cái cực âm và cực dương này sẽ ở hai cái bán cầu não khác nhau. Khi bên phải thì chúng ta sẽ đổi lại bên trái thành bên trái. Thì cái nguyên tắc cái hoạt động của cái vùng M1 hay là vùng TLBSC này cũng giống như một cái hoạt động trong điều trị đau của cái máy TMS. Một hồi cái vùng cái tắc kết của TMS vẫn là sử dụng cái vùng M1 và TLBSC này. Thì đây là một cái cụ thể hơn mà chúng ta thấy được ở cái vấn đề là ở cực dương. Khi cái hình đầu tiên, cái hình A thì chúng ta thấy cực dương đặt ở cái vùng M1, cực âm thì chúng ta sẽ đặt ở cái vùng ổ mắt, hốc mắt bên đối diện. Còn ngược lại khi chúng ta cần cái vùng đó nó ức ức chế thì chúng ta sẽ đặt cực âm ở cái vị trí đó. Cực âm thường đặt ở vị trí, nếu mà điều trị đau thì chúng ta sẽ có thể đặt ở cái vùng S1 là cái vùng mà vỏ não cảm giác của thụy đỉnh, nó nằm phía sau cái vùng M1. Thì đây là những cái hình mà mình minh họa ở cái ở vấn đề là khi mà sau khi chúng ta có một cái chạy điện điều trị TDCS này á, thì chúng ta sẽ thấy được cái hoạt động cái functional network này nó sẽ thay đổi và nó sẽ theo cái chiều hướng là hoạt động bình thường. Cái protocol là tức nghĩa là cái vận hành thực sự của nó là không khó, tại cái protocol nó khá đơn giản là chúng ta sẽ chọn một cái protocol cái cường độ dòng điện từ 1 đến 2 mA, chạy từ 15 đến 20 phút, và cái miếng dán cái điện cực nó là khoảng 35 cm vuông. Điều trị thì chúng ta sẽ có tùy theo một cái session, tùy theo cái protocol
của mỗi một số cái khuyến cáo. Thì thường cái khuyến cáo họ cho là mình có thể xài Rotocon là 5 ngày liên tiếp, sau đó cho người bệnh nghỉ và có thể lặp lại trong 5 đến 10 cái session như vậy, và sau đó kích thích liệu trình. Và khi người bệnh đã ổn định cái liệu trình của mình thì người bệnh có thể lặp lại một số cái session vào những cái lần sau, ví dụ như là một vài tháng sau hoặc là một vài tuần sau, thì tùy theo cái chúng ta đánh giá theo dõi người bệnh mà chúng ta có thể lặp lại dài hay là ngắn. Thì thực sự cái lặp lại này hiện giờ cũng chưa có một cái guideline hướng dẫn chính xác về cái vấn đề này. Thì đây là một cái guideline của cái hội thần kinh ở châu Âu, hội thần kinh sinh lý của châu Âu. Thì cái guideline 2016 thì họ cũng đưa ra những cái bằng chứng và những cái khuyến cáo ở mức độ B, C ở một số cái sử dụng. Thì chúng ta biết là C thì nó là thấp rồi, nhưng mà sau đó đây là những cái 2016 thì họ có thể ủng hộ điều trị đau trung ương hay ngoại biên, hay là đau xơ cơ, migraine, và những cái đau đặc biệt mà chúng ta thấy được ở đây là đau sau mổ. Đau sau mổ cũng là một cái ứng dụng của PDCS trong điều trị của cho người bệnh. Cái em xin lướt qua cái 2016, tại vì 2016 vẫn là một cái khởi đầu đầu tiên, một cái đồng thuận, một cái guideline hướng dẫn của châu Âu thôi. Còn 2021 thì cũng là cái hội đó, thì họ 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 xem lại, những cái public, những cái review trong vòng 5 năm tại đây nó có một cái gì thay đổi hay không, thì để họ tìm ra một cái khuyến cáo, một cái mức độ chứng cứ để ủng hộ cho mình. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy được một cái khuyến cáo mà sử dụng cái Anod M1 thì nó có hiệu quả trên những cái đau thần kinh, nó giảm đau thần kinh, và đây là được cái bằng chứng là B, và cái có những cái lá chuột là cái độ 2 cho mình. Và ở đây chúng ta sẽ thấy tiếp được nữa là những cái đau, ví dụ như là đau xơ cơ, thì nó cũng là cái RUBY, nó cũng giúp cho mình được những cái định hướng ở những cái trường hợp mà chúng ta có thể, tại vì đau mãn tính là một cái gọi là điều trị, có thể một người bệnh có thể phải điều trị là multimodal, phải ứng dụng khá là nhiều thứ. Dĩ nhiên có những người bệnh đáp ứng tốt thì mình cũng không cần tới những cái bước điều trị này, nhưng mà vẫn có những cái người bệnh chống chỉ định với thuốc hoặc là không có thể thực hiện những can thiệp về điều trị đau hoặc là phẫu thuật, thì đây là một cái biện pháp không xâm lấn mà chúng ta có thể sử dụng cho người bệnh, tại vì đây là cũng đã có được cái những cái đồng thuận guideline cũng khá được nhiều. Về cái myofascial band á, thì họ không đồng thuận. Về những cái đau giảm đau mà có nghĩa mình thấy giảm đau, những cái giảm đau sau mổ này nọ thì có được cái mức độ B. Về đau migraine là những cái đau đầu, điều trị về đau đầu thì cái kinh nghiệm thường ở bệnh viện Đại học Y Dược thì được ứng dụng nhiều nhiều nhất là về cái ứng dụng TDCS cho đau đầu, nhiều hơn là những cái đau khác. Thì ở đây là một cái ngắn gọn lại những cái chỉ định liên quan về có thể chúng ta có thể sử dụng được cái TDCS này trong những cái đau xơ cơ hoặc là đau vùng phức tạp, hay là đau sau đột quỵ, hay là đau đầu, hay là đau sau mổ. Một cái báo cáo cách đây hồi tuần rồi mới ra trên tạp chí của JAMA, của tạp chí của y khoa của Mỹ, thì họ đã đưa một cái nghiên cứu đồng thuận về cái việc sử dụng TDCS trên bệnh nhân đột quỵ giai đoạn cấp. Có nghĩa là họ càng mở 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 rộng ra rất là nhiều cái chỉ định mà chúng ta có thể ứng dụng được cái TDCS này. Và động kinh cũng là một trong những cái con đường đang định hướng phát triển của nó. Đây là cái hình minh họa của cái đây một cái máy rất là đơn giản. TDCS nó có cái hai điện cực dương và âm, những cái dây chúng ta giữ ở cái vị trí, ví dụ như đây là đang cái vị trí M1 và cái hốc mắt đối diện. Thì đây là một số cái tổng kết nhỏ cái ứng dụng về cái TDCS ở Bệnh viện Đại học Y Dược, được ứng dụng từ tháng 4 2021.
Thì được may mắn là tại vì ở khoa điều trị đơn vị điều trị đau á, ngoài cái chuyện máy TDCS, bọn em có được cái máy điều trị giảm đau Scrambler và cái máy TMS, máy tự chủ xuyên sọ, nên thực sự cái chọn lựa về điều trị có một số cái là mình cũng cũng miss, nghĩa là mình cũng không hẳn là chỉ có một cái lô đó điều trị TDCS, vẫn có những cái trường hợp mà mình sẽ ứng dụng qua chạy TMS hoặc là những cái trường hợp khác mình chạy Crumbler, và mình thấy được cái hiệu quả của những cái máy điện từ trường này, nó có giúp việc kiểm soát bệnh. Thì những cái trường hợp mà thường là đau đầu, đau migraine căng cơ, hay đặc biệt một cái đau nửa đầu mà ở cái vùng V1 á, 5-1 á, hiện giờ là khá là cái ấn tượng về cái điều trị của cái TDCS, hay là đau đầu sau chấn thương sọ não, hay là đau do cái di chứng. Dạ, cái rotocon thì cái đơn vị của điều trị đau thì sử dụng là cường độ là 2 mA, thời gian 20 phút là 5 ngày liên tục, và thường là sử dụng cái vùng vỏ não vận động M1, cathode ở đó, xin lỗi, anode ở đó. Những cái tác dụng phụ mà có thể gặp là cái châm chích, cái gì cả mà cái vùng mà chúng ta đặt. Hai nữa là có cái trường hợp mà phỏng da. Tại vì khi mà chúng ta nhìn thấy cái hình đây, cái miếng dán màu vàng á, thì trước khi đặt á, chúng ta phải tẩm nước, tẩm nước để thứ nhất làm dịu cái dòng điện nó kích thích, nó có thể gây phỏng da. Thì chúng em có gặp một cái trường hợp là bệnh nhân có bị phỏng ngay cái vị trí đó. Đây là một cái ca lâm sàng mà một cái ca bệnh nhân nữ 54 tuổi, là bệnh nhân có đau nửa đầu trái mà tập trung ở cái vùng M2, thỉnh thoảng có lan ra phía sau gáy, và đau cái mức độ của bệnh nhân cũng từng cơn, cái cơn đau, những cái cơn lên đau lên cũng như cơn cấp thì mức độ đau khoảng 8-9 điểm, nhưng mà trên cái nền âm ỉ là vẫn là 4-5 điểm, bệnh nhân cực kỳ khó chịu và bệnh nhân cũng không ghi nhận những cái dấu hiệu khác liên quan về cái vấn đề của migraine vận mạch. Thì tần suất thì càng ngày càng dày, và kéo dài khoảng 3 năm. Bệnh nhân có những cái tiền căn, có đái tháo đường tiếp 2 và không có những cái tiền căn ghi nhận khác. Về khám thì chia sẻ, bệnh nhân hoàn toàn về những cái về chức năng, về thần kinh, những hoạt động thì bệnh nhân hoàn toàn bình thường. MRI thì dĩ nhiên bệnh nhân chụp nhiều nhiều nơi cũng hoàn toàn bình thường. Và bệnh nhân dĩ nhiên sẽ được điều trị ở bác sĩ thần kinh, sẽ có những cái trường sẽ được đưa hướng dẫn điều trị tâm thần kinh và tâm lý. Tại vì khi mà những cái đau dây dẫn này, người bệnh sẽ kèm với những cái vấn đề là họ sẽ có những cái lo âu căng thẳng và cực kỳ khó chịu, và họ cảm giác về vấn đề về cái giấc ngủ, về chất lượng sống của họ không không có được trọn vẹn. Nên thực sự đây là một cái lô những cái thuốc mà bệnh nhân đã được từng sử dụng nhưng mà vẫn không được cái hiệu quả. Thì những thường qua những cái trường hợp này thì cái việc mà trial thuốc lại thì đối với cái đơn vị thì chúng em cũng không làm. Bệnh nhân có thể sử dụng tiếp những cái giai đoạn cái thuốc cắt cơn của họ, thì chúng em sẽ tiến hành một cái protocol để chạy cho người bệnh cái liệu trình 5 ngày. Thì 5 ngày bệnh nhân giảm được khoảng 20 đến 30% thôi, cũng không có phải là đạt được cái mong muốn là như người bệnh mong muốn là kiểm soát quá nhiều. Thì sau đó là cho cái việc là xuất viện, là chúng em sẽ chạy ngoại trú lặp lại thêm 5 ngày như vậy nữa, tức nghĩa là bệnh nhân là khoảng chạy khoảng 1 tháng, thì cái VAS của bệnh nhân là khống chế xuống cái mức độ còn 3, nhưng mà bệnh nhân cái tần suất của bệnh nhân, thứ nhất là mình thấy được cái cơn đau nền của bệnh nhân á, là không có nhiều nữa, và bệnh nhân có thể hài lòng về cái chuyện điều trị đau này, và cái cơn, cái tần suất, cường độ đau của người bệnh đó, thì không có những dày dày những cái cơn nữa. Thì người bệnh này cũng thỉnh thoảng, là tức nghĩa là khoảng khi người bệnh có những cái cơn mà không không sau khi này thì chúng em cũng sẽ tái khám thôi, những cái to thuốc bình thường, nhưng mà khi bệnh nhân có những cái cơn gọi là những cái cơn bộc phát tái khám lại mà bệnh nhân không có khống chế được bằng thuốc giảm đau đó, thì họ lại repeat quay ngược lại, và họ chạy khoảng 3 ngày nữa rồi họ họ, họ ra. Thì tức nghĩa là cái này có một cái vấn đề là không thể áp dụng đại trà ở những cái trường hợp mà thường xuyên ở tỉnh. Cái ca này là cũng đang ở thành phố, thì tức nghĩa là họ rất là dễ dàng khi mà mình có thể chạy cái liệu trình này. Dạ, em xin cảm ơn các anh chị đã chú ý lắng nghe.